cạnh bên em thì phe lan. Anh không còn phải phạt, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Nói gì nói mẹ đi. À mày là mình cứ bất chấp hết chén nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe Trim muốn gì. Rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 5, 1 vì anh có thiếu tờ nào.